để biết mực như thế nào nhá. Nặng quá. Đó, thấy không? 18 con như vậy. Nhìn mà cái mặt à? Mà cái vòi kia của nó sẽ thò ra dài gấp 3 như vậy nữa. Dài tới như vậy nè. Đó. Bằng hai lòng bàn tay nhỉ. À, bắt rất là nhiều, có một số con là một con chứ một ký á. Mỗi người chỉ được bắt 6 con, thế nên số còn lại là phải thả hết.